Mến chào tất cả mọi người. Bên cạnh em đây là cặp loa JBL ZRX 100. Cặp này được trang bị bát 40, gân vải và một chép kèn rất là lớn luôn. Được sản xuất tại Mỹ. Và em bao cặp này hát karaoke gia đình rất là tuyệt vời trong tầm giá 12 triệu. Hiện tại thì em đang đấu thẳng vào đẩy Ground DC 300. Mời mọi người thưởng thức chất âm và cùng đánh giá chất âm của cặp này cùng với em nha. Một mùa